chơi nha, khu vui chơi nha. Đây là vừa có nước uống nè, bán bánh nè, có pizza mì Ý luôn đó. Đây cả nhà mới vô nè, đây là khu cho em bé nha. Đây, bật bình. Ở đây một bé 40 ngàn nha cả nhà. Và người lớn đi kèm thì không tính phí. Đây, nó cũng na ná như là ở dưới Sài Gòn đây. Nó chỉ không có nhiều phụ kiện hơn thôi. Nhưng mà cái gì cũng gọi là đầy đủ rồi cả nhà. Đây, đây hai bé đang ở chơi ở khu này nè. Đây. Hả? Đang quay đâu nữa đâu? Ủa? Thì đi qua chị cháu khác có gì đâu? Đi game. Ơi. Ô, kêu lên. Bà ngoại đu xoay cho nó. Khoan lên đã. Ken cố lên. Đây. Xoay đi mẹ. Kéo vòng tròn nó chạy được mà. Đó, các bạn. Wow, Ken giỏi quá. Rồi. Đây cũng có trò trượt nè, cái này đằng kia. Đó đằng kia trượt. Nè, cố lên. Trời ơi thằng Ken, chết rồi. Phải lấy cái dây đó, trượt. Lấy dây nó trượt. Nơi nơ. Mẹ hỏi nơ có muốn chơi này không? Wow. Ôi, Ken giỏi quá. Đây, đâu Ken đâu? Ken với nơ chơi chưa? Bà ngoại, đâu rồi, kệ đi chơi cho nó thường đi, đây nhỏ mà. Bà ngoại xuống đi, bà ngoại bự quá. Bà ngoại ra đây đi, kệ đó, chơi được. Ken đâu rồi? Ôi, nơ khoái kìa. Ken lớn rồi, khỏi lo, nhưng mà lâu lâu phải ngó, ê con ngó nó cho. Được rồi. Nhà hơi. Đó, cái này là y chang như dưới nó đi chơi với mẹ, mà dưới nhiều hơn. Vô. Có chừng trúng bạn nha Ken. Ê. Khá là nhiều trò ở nhà. Rồi Ken có hai quay nè, Ken tự cái đứng lên coi. Lên đi. Con ngồi con quạt chân vô. Rồi, mẹ quay. Nhẹ thôi mẹ, nhẹ thôi là được rồi. Từ nhỏ tới giờ chưa chơi. Ủa? Rồi nơ ra đây, đi cái xe đi mẹ quay cho. Ken cờ, ui, Ken giỏi quá. Yeah, nơ, lên lên cho mẹ. Bây giờ chạy lên. Giỏi quá. Giỏi quá. Nơ cố lên. Tôi chừng té, Mẹ, bê nơ, xuống đây. Nó. Ken lên đi. 1, 2, 3. Ê. Rồi nữa. Thằng ơi đây. Đây, tới lượt Ken tiếp, nè.
Trời ơi. Ken chơi chị Nơ nè. Bên. Sao? Nơ đừng la. Ôi. Ôi. Rồi đó. Ở đây cả nhà phải có nhân viên túc trực. Biết sao không? Mấy em chơi sẽ thay đổi vị trí của dụng cụ rất là nhiều, nên là những cái hạt cát này phải có sự quản lý. Nó ra giảm nó rất là đau, và trên cái đồ nhúng này nữa cũng đau lắm, nên là hồi nãy mình bật quay mình không có thời gian hốt á, chứ giờ mà con mình vô nhảy ra toàn là sỏi không à, nên là sẽ nhảy không có được đó. Ở đây thì đa dạng, mà cái cát này thì ít hơn cái này bằng sỏi đâu á, ở dưới Sài Gòn và những chỗ khác thì ta có thể lựa chọn là bằng hạt gỗ cả nhà. Hạt gỗ á, hình vuông nhưng mà những góc người ta mài, người ta bo tròn và dậm chân lên á, nó không có bị đau. Rồi bây giờ tụi nó lên đây cả nhà, đau cổ tụng đâu rồi? Đau. Đó, đâu rồi? À, có cầu thuộc ở này. Ủa đâu? Xin chào. Có cầu thuộc đi. Có cầu thuộc đi con. Đâu rồi? Kìa, qua kia. Đây nè. Đây. Rồi, xong. Em. Nơ sai rồi. Leo xuống. Rồi, lại. Đây chú bo nè, có bây giờ trời ta có chú bo luôn. Mấy anh nhảy mạnh quá thành ra Nơ bo đừng nhảy mạnh quá, Nơ sẽ bị té. Nhẹ thôi. Đó. Yeah, qua đây trượt. Thôi vừa hả? Nơ khóa trò này quá chừng luôn. À, không sao hết. Ở đây chỉ có một trò này là hơi nguy hiểm rồi cả nhà. Trò này phải thật sự có nhân viên giám sát mới được. Phải những bé nào được chơi, những bé nào không được chơi á. Chứ bé nào cũng được chơi gì mình lo ngại quá. Ở đây mấy bé lôi cái thảm này ra, đây thảm ta để ở trong mà, thảm để ở trong. Nè coi Candy nè, có Candy rồi đó. Nó đâu? Mày đẩy đi, không nổi đâu. Bước mạnh lên. Ở nhà ở ngoài là ba mẹ ngồi đợi nha. Mình nhắc lại là phí 40.000 một người và phụ huynh đi vào được, không có tính phí thêm nha cả nhà. Ở dưới Sài Gòn công nhận là cái gì cũng mắc ha. Phụ huynh đi vô là phải có phí thêm. Ở ngoài thì mình chờ cũng được, mình kêu đồ ăn cũng được ở nhà, không có bắt buộc ha. Ở đây có nước, trà sữa, rồi mì tí, pizza tùm lum hết ở lô 6 ở nhà. Nếu mà tính từ ở ngoài thị trấn đi vào hướng cầu Suối Dây thì sẽ bên tay phải nha. Mình rẽ phải mình vô hoài luôn, nhà mình gặp sân tennis. Sân tennis bên tay phải thì quán Heji bên tay trái nha cả nhà. Chỗ đậu xe hơi và xe máy có rất là nhiều luôn. Rồi, đó là cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của mình nha. Nếu có biết thì tới ủng hộ nha quán cả nhà.